có bàn tay ngà ngọc nào giúp mình thế này. Không lẽ những chuyện huyền thoại ngày xưa bây giờ có thật ở đất Sài Gòn? Lạ thật. Không lẽ là bà chủ nhà? Dạ chào giáo sư. Dạ chào bà chủ. Mời vào. Cảm ơn. Dạ mời bà chủ. Bà đi nghỉ mát ở Đà Lạt mới về đó à? Đà Lạt dạo này chắc vui lắm phải không bà? Trên ấy thì yên tĩnh, chứ vui đâu bằng Sài Gòn. Mời bà ngồi. À, hôm nay đã lố bao nhiêu ngày tiền nhà rồi? Tiện đây để tôi gửi luôn cho bà. Không, tôi chỉ qua thăm ông vì tôi ở Đà Lạt cả tháng mới về, chứ đâu phải mỗi lần qua đây là đòi tiền nhà. Mà ông lại trao đến cho tôi những lời lành tựa giá băng, làm cho trái tim tôi thêm chặn nỗi niềm băn khoăn. Những hoàng hôn Đà Lạt phố sương mờ, tôi đã lang thang trên đồi vắng một mình, trong cái vắng lạnh của tâm hồn tôi nghe có chút gì nhớ thương. Chuyện riêng tư thầm kín của riêng bà tôi thật tình không biết được, và cũng không muốn biết làm gì, vì chúng ta có ràng buộc gì đâu. Tôi đến đây như một người ở trọ, nhưng tôi dành cho ông sự quan tâm. Vậy mà ông cho rằng tôi đòi nợ khi tôi đến để thăm ông. Tôi đâu dám nghĩ quấy, tôi chỉ nói rằng nhận tiền thôi. Chà, nhà này chắc có ma quá bà chủ à. Vậy à, có phá phách gì không ông? Không, nhưng mà sao kỳ quá. Nhà có ma nhưng mà không bị phá, tức là hợp với người ta. Người ta sẽ giúp cho ông giáo, không chừng ông giáo sẽ mau vào và tìm lại được hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên lắm, cách tuần nay hình như có một bàn tay ngà ngọc nào á. Ở đây ông giáo có cảm thấy chật chội lắm không? Vừa đủ lắm bà, chỉ có một mình chứ còn ai nữa đâu mà sợ chật. Không lẽ cần có chỗ cho ma ở? À không, tôi muốn nói ông làm giáo sư có nhiều bạn bè, khách khứa và học trò đến thăm thường. Tôi ngại rằng không có chỗ tiếp khách. À, cũng có thể. Đây, ông cầm lấy chìa khóa này. Tôi ít khi có ở nhà, vả lại lúc này tôi đau thường, không tiếp ai cả. Tôi nhường ông sử dụng phòng khách lớn của tôi. Cánh cửa kia ăn thông qua phòng khách ấy. Tôi cảm ơn bà chủ nhiều, nhưng sao ông từ chối vậy? Cả ngôi nhà rộng lớn này là của tôi, tôi làm chủ và chỉ có một mình tôi ở mà thôi. Tôi muốn nhường bớt lại cho ông. Hay nếu ông bằng lòng, cả gia sản của tôi có thể là của ông cũng được kia mà. Thưa bà, tôi không dám. Vâng, cũng chỉ vì có một mình bà mà tôi không dám. Tôi biết, tôi không hy vọng được ông yêu dù chỉ là một phút yêu tạm bợ. Thưa bà, tôi không hiểu bà là ma đối với cái nhà này. Bà chủ nhà vui tánh quá. Còn đối với xã hội, tôi là vũ nữ, hay nói rõ hơn là một con điếm hạng sang. Nghề của tôi đã đập đổ những kẻ có tiền, nhưng tôi thấy ông là người đàn ông tốt, một người có lối xử thế đẹp nhất, một người chồng khó kiếm trên đời này. Tôi muốn dâng cả cho ông. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm, nhưng xin bà cho phép tôi được chối từ. Tôi cho ông không nhận, vậy thì bây giờ tôi cướp đoạt của ông. Bà vui tánh quá. Bà nói đùa cho vui chứ, tôi có gì đâu để cho bà cướp đoạt. Tôi nói thật, tôi sẽ cướp đoạt 40.000 thế chân tiền của ông. Hả?
số tiền thuế chưng à? Vâng. Từ ngày mai ông phải dọn khỏi căn nhà này. Sao? Bà định gì đấy? Luật pháp không tha thứ hành động ấy đâu. Luật pháp à? Tôi chỉ làm giấy cho ông giáo sư Ngọc, Dương Văn Ngọc thuê nhà, chứ tôi đâu có làm giấy với ông giáo sư Nguyễn Hoàng. Hả? Bà, bà chủ. Tôi biết chắc, nếu chuyện sử dụng một cái tên giả của ông không bị truy tố, ông cũng không dám đòi số bạc mà tôi sắp sang đoạt của ông. Ông là một người tốt, hiền hòa, hiếm có. Nhưng giữa cái tốt, cái hiền hòa trong con người của ông có một sự yếu hèn, bạc nhược. Vì vậy cho nên cuộc đời ông luôn gặp bao hoạn nạn, phải xa vợ xa con và sống cảnh lang thang không gì quá cả tin. Nên ông đã lầm tin tên phản bạn, rồi phải đổi họ thay tên mà chưa tin cơn mê. Bà đang nói những điều vô cùng xa lạ với tôi. Phải chăng bà đã hiểu lầm về một ai đó mà thôi? Tôi đang nói chuyện của ông, và điều tôi nói hoàn toàn sự thật. Nguyễn Hoàng là một kẻ vô tâm và bạc nhược, ông biết không? Thưa bà, dường như bà đã quá lời với tôi. Tại sao bà lại đem tôi ra mà nói gì với cái tên Nguyễn Hoàng? Ông Hoàng à, ông đừng có dối lòng mình. Tôi nhắc lại là ông hèn lắm. Cả lâu đài hạnh phúc của ông bị mất, vợ ông, con ông, gia sản của ông bị kẻ khác cướp đoạt mà ông không dám đòi lại, có phải là ông hèn không? Bà đã lầm. Tôi đã không hèn như bà tưởng. Trái lại, tôi tự hào với quyết định của tôi. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của những người tôi yêu mến. Nghĩa là ông tự nhận mình là kẻ cho vay hạnh phúc. Cho vay hạnh phúc để rồi ông được hưởng lợi gì? Tôi hiểu quyền lợi của tôi. Không, ông là người trí thức, nhưng tôi chê ông không hiểu gì cả. Ông chỉ là người trí thức với sử sách, còn chuyến đời với từng tuổi ấy, ông còn mang bộ óc của một con bò. Sao bà nhục mạ tôi? Bởi vì ông nhu nhược không biết tự lực đấu tranh bảo vệ cái của mình trước sự áp bức. Bởi vì ông không biết có vợ đẹp phải coi chừng bạn hữu, có của cải phải đề phòng thân nhân. Bởi vì ông không biết cách thương vợ thương con. Ông Hoàng, tôi đã giúp cho ông thấy cái lời của một vụ cho vay hạnh phúc rồi đó. Bây giờ tôi sẽ giúp ông đòi của ông. Tôi sẽ giúp ông bắt buộc người đàn ông kia phải trả lại vợ con và tài sản cho ông. Tại sao bà định làm việc đó? Vì ông là một người chồng tốt. Tại vì tôi mến ông, tôi sẵn sàng hy sinh cho ông. Không, thưa bà, tương trợ là một đức tánh tốt của con người, hy sinh cho kẻ khác là một hành động quý. Nhưng bà nên nhớ rằng, tương trợ, nâng đỡ, lo lắng hay hy sinh làm một việc gì cho người mà bản thân người đó không biết lo cho họ thì vô nghĩa lắm. Đừng nên nhúng tay vào việc gì mà người hưởng thụ không cần mình giúp. Đã nói là hy sinh thì kẻ hy sinh không có gì quyền lợi của họ. Tôi tố cáo tên Trịnh Lương để gia đình ông trở về của ông. Không, Trịnh Lương là bạn của tôi. Nhưng là kẻ thù của tôi, là người chồng bạc nghĩa đã cưỡng ép cha tôi để chiếm lấy tôi, đã dùng hết tuổi hoa niên của tôi rồi quăng tôi vào chỗ ăn chơi là một món hàng, là một cái máy trải tiền cho hắn. Đó là hiềm thù riêng của bà, bà tự lo liệu lấy. Tại sao bà mưu định kéo tôi vào việc ấy làm gì? Ông Hoàng à, nhờ một việc làm, hay đúng hơn là một sự thỏa thuận mà tôi thoát xa hắn được. Ông có thể hoài nghi tôi, vì dưới mắt ông tôi là kẻ
trên đường mưu sinh. Một người hèn hạ trong đời, một người không sự nghiệp tài ba, tranh giành cuộc sống bờn nhơ bằng bao thủ đoạn đê hèn, bằng phản bội lòng tin. Nhưng khi tôi bị người phản bội, bị người già đã khi tôi biết quán hận căm thù, tìm phương rửa hận mà thôi. Nếu bà muốn ra tay rửa hận, sao lỗi thêm việc của người. Tôi đã hiểu rõ ý của bà rồi, đừng hòng lợi dụng được tôi. Tôi cho ông biết, 10 năm về trước, chính Trịnh Lương đã sắp đặt giết ông. Vô lý, vô lý. Ông có quyền không tin tôi, nhưng chính tôi, chính tôi đã tiếp tay cho Trịnh Lương. Thôi, bà đừng nói nữa. Bà đừng đặt điều cho tôi căm tức mà nhúng tay giúp bà trả thù riêng. Bà im đi, bà im đi, bà nghe chưa? Đây, ông hãy xem, xem những vết thẹo trên cổ của tôi đây nè. Sao mới hay tin ông còn sống và đã trở về, Trịnh Lương mới bàn mưu giết ông một lần nữa mà tôi từ chối. Sau khi tôi đòi hỏi hắn những quyền lợi cuối cùng của tôi, hắn đã nhẫn tâm ám sát tôi, rồi lôi thân xác lõa lộ quăng ngoài đồng vắng. Nhưng trời chưa nỡ hại người đã hồi tâm phục thiện, nên đã có người cứu tôi và đem về bên viện. Khi tỉnh ra thì tim tôi chồng chất nỗi thù hằn. Nếu dối dàng nhờ luật pháp thì tôi cũng là tội đồ, sẽ bị liên can. Giả lại tôi chợt nghĩ tới ông, nghĩ tới một gia đình vì sự tòng mưu của tôi mà tan nát, nên tôi cố gắng tìm về giúp đỡ ông, cho lương tâm tôi quay qua một đôi phần. Thưa bà, một lần nữa tôi gian bà hãy câm miệng lại. Bà đừng nói nhân nói đạo, bà đừng đặt điều dối trá nữa. Trịnh Lương là bạn của tôi, anh ấy sống tán tận lương tâm. Bà đừng vì thù xuyên mà buộc tôi phải lỗi đạo với một người bạn từng đồng cam cộng khổ thuở xuân thời. Bạn của tôi, anh đã giúp vợ tôi qua trận bão đời, anh đã nuôi dưỡng và chiều chuộng con tôi, đã ban cho vợ tôi cả trời hạnh phúc. Ở đời lắm khi người ta sợ sự thật, nếu bà vừa nói sự thật tôi cũng không muốn tin. Nếu bà đã tòng mưu làm chuyện bảo tàng thì tất nhiên phải chịu quả báo nhãn tiền. Nhưng tôi muốn chuộc tội với lương tâm, với trời Phật, thì ông nghĩ thế nào? Tôi đã bảo rằng tôi không cần nghe. Những gì cần nói tôi đã nói, nghe hay không tùy ông. Tất cả chỉ có vậy. Chào ông. Bà chủ.
không? Vô lý. Vô lý. Mình đã gặp Ngọc Thủy, con của mình vẫn vui tươi và sáng cả. Và con mình đã nói rằng vợ mình hạnh phúc bên Trịnh Lương. Vô lý. Thật là vô lý mà. Thưa thầy, nhờ cô Bích Phượng cho biết em mới hay thầy đã về đây. Em lại thăm thầy. Cậu là ai? Là ai đây? Là Tấn. Tấn. Dạ. Thầy cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Vào đây. Vào đây. Dạ. Cả 10 năm nay em không có tin tức gì của thầy. Em lo ngại cho thầy quá. Sao ngày ấy rồi thầy lại bị bắt vì không có giấy tờ căn cước? Thầy sợ cái tên Nguyễn Hoàng sẽ liên lụy đến em, nên thầy chọn bừa cái tên Dương Văn Ngọc. Chẳng ngờ cái tên đó trùng hợp với cái tên của một người nguy hiểm nằm đầu sổ bìa đen của nhà nước Pháp, nên thầy bị đài. Từ ngày về, thầy có gặp cô và em Thủy chưa? Có gặp rồi, nhưng tôi mới chỉ có gặp con tôi thôi. Ngày tôi bước vào nhà, nó tưởng tôi là một tên ăn trộm. Còn vợ tôi còn gặp chi nữa? Khi nàng đã sang ngang sống sang giàu và yên vui hạnh phúc như cành hoa quê cát, thì đời đời vẫn ở bên gác ngọc lầu son. Lỗi cũng phải em, vì ngày xưa em quá dối dàng. Lẽ ra thương thầy thì phải thương cho trót ngang, vậy mà em để cho thầy tâm. Chuyện cũ 10 năm mà bây giờ em còn hận. Khi hiểu được nỗi quán tình mà lại sợ bảo quyền, em chẳng dám nói với cô. Thôi, em đừng nói nữa. Chuyện đã qua em tạm để cho nó qua đi. Nói ra bây giờ không có lợi gì, mà chỉ gieo thêm khổ sầu cho những người trong cuộc. À, chiều nay ông hiệu trưởng mời thầy dùng cơm. Em ở nhà chờ thầy một chút. Thầy đi từ chối với ông hiệu trưởng rồi sẽ về cùng em hàn huyên nhiều ha. Vâng.
đàn ông gì mà nhát gan vậy? Ủa, bộ cô ở chung nhà này sao? Nhà thì chung, mà ở thì riêng, cách biệt bởi cánh cửa kia. À, thầy tôi có dặn nói lại với cô rằng... Tôi đã nghe hết rồi. Tội nghiệp ông giáo quá. Người đàn ông xử thế như ông giáo mới là người đàn ông đẹp. Ngồi, cậu ngồi đi, để tôi về lấy nước cho cậu uống rồi bàn chuyện. Dạ, cảm ơn cô lắm. Dạ thưa ông, cho tôi hỏi thăm cô Bích Phượng. Kìa, Thủy. Xin ông cho tôi gặp cô Bích Phượng. Thủy, sao hôm nay em xưng hô với anh kỳ cục vậy? Sao em biết nhà này mà tới? Cô Bích Phượng mời tôi tới. Tôi thương mẹ tôi, tôi muốn tìm hiểu chuyện lôi thôi của ba tôi, nên mới tới đây để gặp cô Bích Phượng. Chứ tôi không phải tới đây để gặp ông. Coi kìa. Xin lỗi, ông là người thế nào với cô Bích Phượng? Chỉ quen trong dịp tình cờ thôi. Hay nói rõ hơn, tôi là ân nhân của cổ. Cổ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Tôi không cần biết điều đó, mà cần biết nhà này của ông hay là của cô Bích Phượng? Không phải của cô Bích Phượng, mà cũng không phải của anh. Vậy chứ nhà của ai? Và ai đã ăn trộm ảnh của tôi đem để trong nhà này? Nhà này của... Nhưng sao em hàng học với anh vậy hả? Không biết. Sao mấy tháng này thư anh viết em không trả lời? Không biết. Thủy em, đừng, đừng gọi tôi bằng em. Ông đã giết ba tôi hồi trước, mà bây giờ ông còn toan lợi dụng tôi nữa. Ông là một con người điếu giả, tôi thù ông lắm. Thủy, chắc ba ghẻ của em đã nói như vậy. Mẹ tôi đã xác nhận điều đó, ông còn chối cãi gì nữa không? Ngọc Thủy, đó là một câu chuyện mà từ lâu anh vẫn mãi ngập ngừng không dám thốt, vì nó là một tiếng sét có thể làm rung chuyển bầu trời mặt đất. Khi em nghe một sự thật quá đau lòng, anh là một học sinh ngoan hiền của ba em hơn 10 năm về trước, nhưng anh nổ súng bắn thầy giữa ngồi tràn lan tiếng cuộc. Vậy còn chối gì nữa? Anh bắn thầy gì phải thi hành mệnh lệnh của bề trên. Nhưng anh đã cứu thầy qua hồi nghiêng ngửa đảo điên. Ông hãy im đi đừng hòng nói chuyện nghĩa ông, để lúc làm tâm hồn một đó quá xuân. Ông giải thoát ba tôi mà sau 10 năm trời biệt dạng, để mẹ tôi phải loạn cuồng và phải than khóc ngày đêm. Phải, Thủy ơi, chỉ vì ba em, chỉ vì ba em còn biền biệt tâm hơi, nên suốt 9-10 năm trời anh mang chịu tiếng quan giết người thầy cũ mà không nói được nên lời. Anh cũng muốn quay lên cho xáo trộn dòng đời, nhưng trước muôn trùng bẫy rập cảm thấy mình chỉ là một cánh chim non. Rồi gia đình em vừa xảy ra tai biến, anh từng đến thăm cô, nhưng trong cơn tủi buồn và bởi có mặt ông Trịnh Lương, nên cô chỉ xem anh là một tên học trò bội bản.
còn gì nữa. Học trò mà bắt thầy, mẹ tôi đối với anh như vậy là tốt rồi đó. Vậy mà anh còn tìm đến để lừa dối tôi. Bội phản. Không, làm sao anh có thể bội phản được một người cha kiến thức mà hình ảnh khắc ghi trong tim anh sâu đậm đến trọn đời. Thầy nghiêm minh nhưng có một tình thương to rộng tở biển trời. Anh nhớ hồi đó còn đi học, anh thèm đọc quyển sách của ông hiệu trưởng. Anh mới lén vào phòng đánh cắp bị bắt được. Thầy giận run lên đánh anh gãi thước. Thầy biết anh nghèo, thầy biết anh nghèo nên dắt về nhà trao cho một số bạc. Mà đôi mắt buồn lẽ cảm trào tuôn. Thôi, thanh minh đính chánh như vậy là đủ lắm rồi. Học trò biết ơn thầy như anh trên đời này thật là hiếm có. Thủy em, đừng, đừng gọi tôi bằng em. Và kể từ đây tình cảm giữa tôi và anh chấm dứt. Chào anh. Thủy, Ngọc Thủy em, em chưa nói câu đoạn ly tình cảm trong lúc cả bầu trời rực sáng đang hiện giữa hồn anh. Mười năm trường anh lo lắng cho cô và em, thương em từ hồi còn bé. Và bây giờ đã thực sự yêu em. Anh không còn sợ ông Tịnh Lương nữa, bởi vì anh đã có quyền nói ra những bí ẩn của ngày xưa cô. Rồi một ngày nào đoàn tụ cuộc lương duyên sẽ rộm nở hoa hồng. Cậu Tấn, cậu đừng tiếp tục dụ dỗ con gái tôi nữa. Cậu quên rằng cậu là kẻ thù của tôi, vì chính cậu đã giết chết cha của nó ngày trước sao? Bà lầm rồi. Bà giáo ơi, cậu Tấn đây chính là ân nhân của gia đình bà. Thưa bà đừng vì thù oán mà âm mưu phá vỡ mọi sự yên tĩnh của gia đình tôi. Tôi đến đây để xin bà đừng làm con gái tôi khổ sở vì ngờ vực. Và tôi đến đây cũng để lại lục gian xin bà bãi nại cho anh Trịnh Lương, chồng tôi. Tôi bằng lòng chịu tất cả mọi phí tổn về than thuốc và bồi thường thiệt hại cho bà. Nghĩa là bà bảo tôi khi ra đường lấy giấy bạc của bà đắp vào những vết thẹo quanh cổ tôi phải không? Bà lầm rồi. Đồng tiền có thể làm cho người xấu quên được cái kém nhan sắc của mình để mà yêu thương những ấm no thể xác. Đồng tiền có thể làm cho người ta vui lên hay nguội một cơn giận. Nhưng vì tiền có thể người ta làm những điều bạc ác mà không biết rằng vì cái gia đình đồ sổ của bà ngày xưa mà ông giáo hoàng bị giết sao? Không, không phải như vậy. Tôi hiểu rõ hơn bà về cái chết của hoàng. Hoàng chết vì thời cuộc. Không, vì lòng tham lam, vì sự phản bội của Trịnh Lương. Vô lý, vì thù quán mà bà đặt điều vô quan cho ba tôi. Ngọc Thủy và cô lầm tin Trịnh Lương 10 năm rồi. Không, chúng tôi không lầm, chúng tôi không lầm. Cậu Tấn, bước lên nhà gọi ông Ách Phích xuống đây. Nè, các người đừng tưởng rằng sẽ gây được sự xáo trộn trong đầu óc tôi và gây nghi kỵ cho mẹ tôi nha. Còn gì phải nghi kỵ, mọi việc đã rõ ràng. Bà nên nhớ rằng tôi tin Trịnh Lương hơn tin bà. Nếu nói tin Trịnh Lương thì tôi mới là người tin hắn trước ơi, vì hắn đã là chồng tôi trước khi trở nên chồng bà.
chồng vợ là bấy nhiêu ngày tôi khóc hận. Vì thế mà tôi phải tự hôn, sống riêng cho đến bây giờ. Ba đừng đắc điều vô quan và vui, làm quen ngũ gia đình tôi để thỏa lòng hận. Những lời kia tôi còn tờ hôn thơ giá thu, và cả tờ ly thân tôi đã ký kết năm xưa. Bà đã có chồng sao chẳng biết yêu thương, để cho lỡ nợ lỡ mà mang tiếng quan cho chồng. Đã không ràng buộc với nghĩa tình chồng vợ, thế là bà đã dội đêm quên kia thay cho nợ tình. Có phải chẳng vì tiền hay vì bà ghen tình tôi đảo điên điên đảo? Thưa bà, nếu chỉ vì tiền thôi thì cần chi mưu mô xảo trá. Vì tôi có sẵn tiền đây để xóa hận ngày xưa. Không, tôi là người đàn bà đã từng bán nụ cười khóe mắt, chứ chưa từng đem thù hận hay sự ăn năn ra mà bán để nhận lấy đồng tiền. Tôi thương gia đình bà, tôi cảm mến ông giáo hoàng là người đứng đắn. Vậy mà cũng như tôi, ông bà đều là nạn nhân của lòng tham và dục vọng. Thì làm sao mà mình tránh cho khỏi cảnh buồn. Cỡ còn xuân xanh, tôi là một nữ sinh ngoan ngoãn dịu hiền. Mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ còn cha là một công chức cao niên. Bỗng nhiên cha tôi bị bắt, tôi kinh hoàng như cánh chim non giữa trời mưa sa. Trịnh Lương đã đến với tôi trong lúc đó, và khi ấy tin cha tôi giăng số thì tôi đã lỡ một cuộc sang thuyền. Cảm ơn sự thương hại của bà, nhưng bà nhớ cho rằng tôi là tôi, bà là bà, hoàn cảnh tôi khác, bà khác. Phải, có khác đường đi nước bước của Trịnh Lương, nhưng giống nhau ở âm mưu của hắn. Rồi sau đó, khi biết hắn lưu manh, nhưng đã lỡ trao thân rồi, nên tôi đánh liều cuộc sống. Kẻ đã có chồng thì phải yêu chồng. Bến nước dù đục dù trong, mình cá nhẫn lạnh. Tôi đã đổi lòng thù hận, mong chuộc lấy yêu đương. Nhưng không, hắn đã rửa hết nhuỷ hương của một đóa hoa hạt tiêu, rồi quăng mang tâm hồn liễu yêu của tôi vào nơi xa hoa trụy lạc của một thủ đô về đêm giang giang điệu nhạc loan tuồng. Tôi đã trưởng thành bởi thuyết hiện sinh của cái thế giới nước hoa và ánh đèn giảng sắc. Vì tôi hiểu quá rằng hành động bất lương xảo quyệt của hắn, nên hắn chẳng ngại ngùng mà kết liễu cuộc đời tôi. Hoàn cảnh cũng đáng thương và tội nghiệp, nhưng tôi và mẹ tôi không tin những lời của các người nói đâu.
Đây, cô hãy xem quyển nhật ký này, rồi tin hay không tin tùy ý. Phòng này của ông giáo hoàng, ổng cũng sắp về đó. Nguyễn Hoàng kìa, tôn chứa của Nguyễn Hoàng, tôn chứa của ba con đây rồi. Nghĩa ơi, Hoàng, anh Hoàng, ba, ba, con, thủy con, ba có thương con không ba? Ba thương con, ba nhớ con nhiều lắm. Ba có tha thứ cho mẹ con không ba? Mẹ con không có lỗi gì cả. Ba vẫn cầu mong mẹ con được hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng tại sao ngày về ba chạy trốn, ba không muốn gặp mẹ con, để cho con phải lỗi đạo như đấng sanh thành, để cho con nguyền rủa ba là tên ăn trộm. Tại vì mẹ con đã có chồng, ba về với xác thân tiều tụy bần hàn, ba không muốn khuấy động sự êm ấm của mẹ con và con khi hai người đang sống cuộc đời sang cả. Tuyền, mười mấy năm nay chắc em vẫn mạnh khỏe, cuộc sống của vợ chồng em chắc đẹp như vườn hoa nở rộ giữa ngày xuân. Mình có hiểu chăng? Nỗi lòng người sướng phụ nửa chừng còn sống, thì em đã chặt già chờ đợi ai cho tới hơi thở sau cùng. Ôi giữa trùng dương dậy sông, con thuyền bé bồng chơi vơi. Giạc về đâu cũng là niềm vui kiêu hãnh được với đời. Ngày ba về ba dành riêng khổ sở, cũng là ngày con và mẹ phải nhìn nhau đã ra giữa trường giang, tức là con đò đã xa rời cái đa bên cũ.
Dù có phong ba bão tố hay chỉ là làng gió nhẹ đếm nhịp thời gian, thì con đò cũng đã trót sang ngang, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm đêm. Cái dĩ vãng ngàn thương còn nhắc lại chăng, chỉ trong một phút phiền. Huống chi con thuyền ái đã cập vào bến lạ, thì giá trị gì cây đa cũ bên đò xưa. Bây giờ đã yên bề thôi thì tuyền cứ vui với phân son nhung gấm. Còn tôi như kẻ mới bắt đầu cuộc đời bằng hai bàn tay trắng, thì xin để tôi yên với kiếp sống cơ hàng. Mình có hiểu được gì đâu mà em đắc tội với mình. Tuyền không có tội gì cả. Người đàn bà nào trong hoàn cảnh em cũng sẽ hành động như thế mà thôi. Hoàng ơi, từ khi mình bị hại, nếu không vì con thơ dài thì em đã rời bỏ cuộc đời. Mất mình rồi bao nhiêu khổ đau dồn dập, người ta dọa nạt, người ta cưỡng ép, rồi người ta lại bắt mất con gái của em. Nhờ sự tận tình giúp đỡ của anh Lương mới tìm lại được con. Rồi vì nghĩa, vì ơn, vì tương lai của Ngọc Thủy cần phải được bảo toàn, nên em tay giơ mà lòng em vẫn nhớ thương mình. Vì thương con mà mẹ lỗi đạo, ba ơi, ba hãy tha thứ cho mẹ con. Tới ngày nay con mới biết 10 năm trời mẹ chỉ vui với những cái vui tạm bợ. Thủy con, con ơi, ngày về ba lại vội vã ra đi, chỉ vì ba không muốn khuấy động một cánh sông yên lành. Giả lại con đã bảo kê phụ đôi với mẹ con rất mực nghi chung tình. Đối với con người xứng đáng làm cha, tức là nỗi vui mừng dậy nở trong hồn ba. Kê phụ của con lại là bạn của ba, là người đã giải thoát cho con đỡ đần cho mẹ. Thì thà rằng ba hy sinh cho trùng nghề dương lặng gió, cho trọn nợ ân tình. Nhưng ba đâu có biết mấy tháng nay bỗng nhiên kế phụ ra mà hành hạ mẹ và con, không còn thương yêu như mấy năm về trước nữa. Kế phụ còn đánh và chửi mẹ con. Mẹ ơi, chắc có lẽ kế phụ biết ba đã về, có lẽ ông biết rằng mẹ vẫn thương ba lắm. Ngày xưa khi mẹ và con trò chuyện thì ông có để ý gì đâu, mà bây giờ mỗi lần thấy con và mẹ bàn luận chuyện riêng tư thì ông lại lồng lộn lên như là thú dữ. Dù mẹ con đã nói chuyện gì thì ông cứ nói rằng nó về rồi đó, đi kiếm nó đi. Rồi ông lại đập bàn đá ghế, cho mẹ phải ôm con mà lệ đổ quanh chồng.
hoàn cảnh như vậy đó, có phải là hạnh phúc hay không hả ba? Mà ngày ba về chẳng vui tao ngộ, lại dối vàng hoài khó ra đi. Thưa thầy, hoàn cảnh của cô và em Thủy đã như vậy thì em không còn ngần ngại gì nữa. Em có thể nói thật tất cả để biết rằng ngày xưa chính ông Trịnh Lương đã hạ lệnh giết thầy. Hắn đã dùng tất cả mọi thủ đoạn để chiếm cho được một người vợ chung tình. Tất cả mọi biến cố dồn dập đến cho cô Ngọc Tuyền đều do hắn tạo. Hắn bắt cóc Ngọc Thủy rồi giả đi cứu để được tình yêu. Hắn đã tạo ra nợ nần để giả mạo văn tự mà bán hoặc cầm tất cả tài sản của ông giáo để lại. Lão! Lão! Hai mẹ con mày đi về. Không. Yeah. Không. Cô Ngọc Tuyền và cháu Thủy hãy ở lại để xác nhận Trịnh Lương là một tên lưu manh gian ác. Lão! Con để rẻ tiền kia, nói bậy tao giết chết. Còn lâu á, mày là một thằng tán tận lương tâm, cậy quyền thế âm mưu giết bạn để đoạt vợ của bạn, đúng không mày? Hả? Khốn kiếp! Đừng có chửi mỏi miệng. Hồi đó tôi làm gạt mà coi cho ông, ông chửi tôi ngán. Sao? Chứ bây giờ ông chửi mỏi miệng thôi. Vì trong khoa tướng số có nói là cung mạng của ông định vào ngày này, tháng này, năm này gặp thằng ách phích phản chiếu thì chỉ có thần dòng số 8 mới đổ mạng ông vào khám chí hòa thôi. Đừng có chửi mỏi miệng lắm. Dạ thưa bà giáo, bà có nhớ không? Còn cô có nhớ không? Tôi là kẻ bắt cóc cô hồi nhỏ nè. Nhớ hết mà, cái bản mặt tôi dễ nhớ quá mà. Còn ông, sao? Ông có nhớ không? Ông nhớ tôi không? Nhớ không? Phản bội! Tôi bảo đừng có chửi mỏi miệng lắm. Ông nhớ là tôi là thằng gác mà có ruột của ông là đủ rồi. Dạ thưa bà giáo, dạ thưa cô, 10 năm về trước, chính cả ông này nè, ông ra lệnh cho tôi lại tận nhà giả đò cưỡng hiếp bà để rồi ông cứu. Rồi cũng chính ông này nè, ông ra lệnh cho tôi bắt cóc cô Ngọc Thủy để ông lập công, đúng không? Rồi ông mới kiếm chuyện bỏ tù tôi, có đúng vậy không? Là con gà nuốt vậy không? Đúng. Đúng là đúng. Đúng tất cả. Mất rồi. Tao mất hết rồi. Mày làm gì tao thì làm đi. Muốn xử gì tao thì xử đi. Xử đi. Xử mày thì có luật pháp. Ở đây tao ăn có chút đỉnh thôi. Dạ thưa bà, thưa cô, cái ông này chịu tội rồi đó. Ê, ngồi yên thấm nha, đừng có nhúc nhích để cái chỏ vô mặt mày liền bây giờ nha. Nghe chưa? Ngồi đàng hoàng. Mẹ, mẹ ơi, tại sao 10 năm nay mình không biết gì hết vậy mẹ? 10 năm nay con tưởng mẹ con mình có phước hơn người ta. Anh Lương, Lương ơi, tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Anh là người hay là... Trời ơi, anh không xứng đáng là loài gì cả. Anh chỉ là cặn bã. Thì loài cặn bã. Xin ông Ách, cô Phượng và em Tấn để cho tôi giải quyết chuyện riêng của gia đình. Dạ. Trời ơi, ông đây là giáo sư Nguyễn Hoàng đó. Ông còn sống? Giáo sư Nguyễn Hoàng cái môi. Trời ơi, trời ơi, đúng rồi, trời ơi, bao quỷ hiện hồn báo bán rồi. Anh Lương, sao anh tàn ác với tôi quá vậy? Hoàng, mày còn sống, mày còn sống thật đấy phải không Hoàng? Nếu trời không nỡ hại những kẻ hiền lương thì tôi hưởng được diễm phúc đó.
Mày còn sống và về đây làm gì khi tao đã chiếm của mày tất cả? Cầm đi. Mày còn cười được thì quả mày là một thằng bạn đáng khinh. Đã gặp nhau đây rồi, nói đến việc trọng khinh là thừa. Vậy thì tao cũng khen cho mày dám lớn gan, cùng tao giáp mặt mà lòng không hối hận. Trong vụ án ngày xưa giải thích hành động của mày ra sao? Tao cũng nói mau cho mày khỏi đợi lâu. Tao không chối là đã đoạt vợ mày đâu, bởi trước kia nàng là mộng ước của riêng tao. Nhưng tao cơ hàng mày thì ngày lại quá giàu sang. Mày chiếm được nàng tao tan nát cả tâm can, giết mày giật lại là lẽ tự nhiên. Nếu chỉ vì thất tình mà tan tận lương y tâm thì mày quá giả man, để xong đời còn tàn hại thế nhân. Rồi mày làm cái gì tao? Hồi trước mày có tiền mày hơn tao, kể đó tao có quyền tao hơn mày. Còn bây giờ quy quyền, chiến tranh đã tàn bạo ban cho tên bất lương côn đồ như mày một quy quyền. Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ mày đã thất bại rồi. Mày đã thất bại rồi, hiểu chưa? Nhưng thôi, mày hãy đi đi. Cái gì của tao, mày trả lại tất cả cho tao. Đi đi, tao có thể tha thứ cho mày. Tao muốn chính lương tâm trừng phạt mày. Nghĩa là mày biểu tao phải khuất phục. Từ tay không tao đã tạo được tất cả, và bây giờ tao đã mất tất cả. Không, không được. Với mày, mày không thể bắt tao phải khuất phục một lần nữa được. Tao phải tranh đoạt hạnh phúc với mày, tranh với mày cho tới cùng. Vậy thì tao sẽ dẫn hỏng mày. Đứng im. Mày quên rằng nếu cần vũ lực, tao vẫn hơn mày. Thì cứ bắn tao đi, bắn đi. Hỏi tắt. Không, không, không được quyền giết ba tôi. Không được. Lương, nếu anh cần giết người thì hãy giết tôi đi. Tôi là nguyên nhân sự đau khổ của hai người. Tôi đang thèm cái chết. Thương mẹ, mẹ ơi. Thủy, con hãy bước ra xa. Tuyền, em đứng lại. Hãy đứng lại để mặc anh với hắn. Không, em đang thèm chết. Tuyền, em đang thèm chết. Đứng đây. Lại, đứng lại. Bắn đi. Trịnh Lương, đây là cái giá phải trả cho ông. Ông Hoàng hy sinh làm một việc gì cho người mà bản thân người đó không biết lo cho họ việc làm ấy cũng có nghĩa chứ, phải không ông giáo? Dừng. Bích Phượng, sao cô điên vậy? Không, tôi không điên. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ nhận tội, không để phiền lụy cho ai cả. Ông Hoàng, bây giờ tôi lại cho gia đình ông giai hạnh phúc của tôi. Vĩnh biệt, vĩnh biệt tất cả. Bà chủ, bà chủ, em Tuyền,
ơn